Bữa trưa vui vẻ, sự kiện đặc biệt của tháng 2, nơi tình yêu bắt đầu. Với sự xuất hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn, chàng hoàng tử của showbiz Việt. Bùi Anh Tuấn luôn có một ngọn lửa đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Chàng trai này lúc nào cũng hát bằng tất cả cảm xúc của mình. Cùng đồng hành với anh là ca sĩ Văn Mai Hương và hàng trăm khán giả tại trường quay ngoài trời của Đài Truyền hình Việt Nam. Sẽ là một cái dấu ấn mạnh mẽ nhất để đóng dấu cái sự trở lại của Bùi Anh Tuấn lần này. Nơi tình yêu bắt đầu, những khoảnh khắc âm nhạc sâu lắng nhưng cũng đầy ấn tượng đang chờ đón bạn. Cùng đến lượt với tôi. 5, 4, 3, 2, 1. Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn giá băng. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thân lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em. Trong cơn gió đông về, phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi này. Mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Mình ngồi cạnh thân lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em. Trong cơn gió đông về, phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Phật thời gian ơi xin hãy ngừng cho đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Yeah.
Và một lần nữa chúng ta hãy cùng chào đón nam ca sĩ đã đến với nhà hàng. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta đã được thưởng thức ca khúc đầu tiên, ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Và hãy hỏi Bùi Anh Tuấn câu đầu tiên để giao lưu với khán giả trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay. Tại sao bạn lại chọn ca khúc này? Đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào đến anh Ngọc cũng như là gửi lời chào đến ta. Gửi lời chào đến tất cả mọi người đã có mặt ở trường quay ngày hôm nay cũng như là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ ạ. Thật ra thì nếu mà hỏi là lý do tại sao em lại chọn ca khúc này để hát đầu tiên thì có lẽ là không chỉ riêng em mà tất cả mọi người ở đây đều có thể trả lời được câu hỏi đấy. Khi mà rõ ràng là nhờ bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu thì mới mang tình cảm của tất cả mọi người dành tặng đến em như thế này. Và không có lý do gì mà em lại không mang cái bài hát này để dành tặng đến tất cả mọi người trong Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay cả. Bài hát là... Vâng, và bạn có thể nhìn thấy ánh mắt, nhìn thấy nụ cười của những người hâm mộ của Bùi Anh Tuấn đang gửi đến bạn. Đây, ngày hôm nay bạn có cảm thấy hạnh phúc không khi nhìn thấy họ? Em vẫn luôn luôn cảm thấy vô cùng tự hào và luôn luôn hạnh phúc khi mà luôn luôn có tất cả mọi người ở bên cạnh mình như thế này ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tôi cũng đã hiểu tại sao bạn lại lấy ca khúc này để tri ân đến quý vị khán giả ngày hôm nay. Và Tuấn có đồng ý với Mù Tạt là chúng ta sẽ lấy đúng tên ca khúc này là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu làm cho chủ đề live show sự kiện tháng 2 đúng không? Và cũng chính là chủ đề để chúng ta chụp ảnh check in cùng với tất cả các bạn khán giả có trong trường quay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chụp một bức ảnh check in để có thể chia sẻ được không khí của trường quay này cùng với những khán giả truyền hình và đặc biệt là những khán giả đang xem trên fanpage của chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng chụp ảnh hôm nay mà chỉ chụp ba chúng tôi thôi thì hơi buồn. Chắc chắn là phải có cả các bạn nữa đúng không ạ? Đây, chúng tôi sẽ đứng lại gần đây nhá. Đứng gần lại đây nhá. Tất vâng, cả các bạn ở phía sau ạ. Tạt có thể cầm hộ Ngọc một cái mic được không? Dạ vâng. Và các bạn ơi, các bạn hãy tương tác với chúng tôi. Chủ đề chụp ảnh ngày hôm nay đó chính là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Và mật mí nhá, phần quà duy nhất dành cho bạn nào có tấm ảnh check-in đẹp và nhanh nhất đó chính là một chiếc điện thoại Oppo. Let me see your dick work. 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 Vâng, chúng tôi đã có một bức ảnh thật đẹp ở đây rồi. Một lát nữa hãy xem là những khán giả của chúng ta sẽ tương tác và gửi đến những bức ảnh như nào để giao lưu cùng với Bùi Anh Tuấn. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị khán giả truyền hình cùng với sân khấu của chúng ta sẽ đến với một clip tiếp theo, một đoạn clip mà chúng tôi đã thực hiện cho Bùi Anh Tuấn. Xin mời ạ. Năm 2012, khi đề cập đến chàng ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn thì ai cũng nhớ đến biệt danh Hoàng tử hát tình ca, nhớ đến ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, đến khoảnh khắc anh tỏa sáng trên sân khấu giọng hát Việt. Thế nhưng ít ai biết rằng để có một tiết mục chinh phục người nghe bằng giọng ca tuyệt vời ấy, Tuấn trình dài, chinh chiến trên không ít mặt trận của những cuộc thi ca hát. Bùi Anh Tuấn chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và sống tự lập từ năm lớp 10, bắt đầu tham gia một số cuộc thi ca nhạc. Thành tích của Tuấn dần dần tốt lên, từ giải khuyến khích tiếng ca học đường 2010 đến giải nhất ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2011. Với sự chăm chỉ nỗ lực, bằng bản lĩnh được rèn luyện theo thời gian, cùng giọng hát cao vút, nhẹ nhàng và truyền cảm, Bùi Anh Tuấn đã đem lại một màn trình diễn không thể nào quên trên sân khấu giọng hát Việt và vụt trở thành hiện tượng mới trong giới trẻ. 5 năm trôi qua, thế nhưng cái tên Bùi Anh Tuấn vẫn chưa bao giờ hết hot. Từ một hiện tượng, anh đã dần dần xây dựng được một vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Hiện nay nhắc đến anh, người nghe không chỉ nhớ đến Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, mà còn là Nỗi Nhớ Vô Hình, ca khúc giành chiến thắng liên tiếp trong 2 tháng tại bài hát yêu thích năm 2014. Buông, top 5 ca khúc của năm của Việt Nam Top Hits, và rất nhiều ca khúc pop ballad khác như Mơ Hồ, Đã Từng, Hẹn Một Mai. Theo thời gian, hình ảnh của anh cũng đã ngày một trưởng thành. Từ chàng ca sĩ trẻ còn nhiều bỡ ngỡ đến những phần thể hiện chín chắn, nhiệt huyết của anh trong cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hảo và mới đây nhất là album đầu tay Xin Em với một hình ảnh mạnh mẽ hơn. Việc giữ được tình yêu của người hâm mộ, giữ được lòng nhiệt huyết với âm nhạc sau rất nhiều khó khăn cũng như những giá trị mong manh của hai từ hiện tượng đã chứng tỏ được sự nỗ lực và tình yêu với nghề của Bùi Anh Tuấn, chàng ca sĩ trẻ, lãng tử với giọng hát ngọt ngào say đắm.
qua kể từ lúc em đi, và trong anh vẫn chưa thể hiểu điều gì đã khiến em quay lưng dù anh níu tay giữ lại. Anh chỉ biết lạc trong nỗi nhớ thế thôi. Chắc có lẽ anh không là người biết thương yêu, vì khi yêu anh luôn cố chấp mọi điều. Chỉ biết có em cho riêng mình thôi, anh yêu mù quáng, gieo cho ta ngàn lần những đớn đau. Em ơi, anh có đơn giữa dòng đời khi thiếu vắng em rồi. Cảm giác chơi vơi rơi vào ngàn vực sâu, mãi mãi riêng anh trong chuỗi ngày dài lặng thầm với u hoài. Người sẽ không quay trở. Các bạn ơi, hãy vỗ tay thật lớn lên nào. Cảm ơn Bùi Anh Tuấn với ca khúc vừa rồi. Này Tuấn ơi, một đàn hỏi thật Tuấn nhá. Có phải là trong khi yêu, khi mà yêu Tuấn là một con người hơi xỉn một chút này, hơi ủy mị này, đôi khi lại là yêu mù quáng đúng không?
Tuấn cứ bình tĩnh trả lời, Đạt thường hỏi những câu như vậy. Cứ bình tĩnh trả lời nhá. Dạ, thưa, vừa nãy anh Ngọc bảo là anh Ngọc sẽ bảo vệ em, xong bây giờ anh quay ra anh bảo em bình tĩnh trả lời. thật ra thì đúng thật là có vẻ như cái bài hát vừa rồi nó cũng đã lột tả lên một phần nào đấy cái con người của Tuấn khi mà yêu. Riêng ở trong tình yêu thì Tuấn nghĩ là không biết là liệu có phải chỉ riêng mình Tuấn hay không, nhưng mà rõ ràng là khi yêu thì mình luôn luôn muốn giữ cái hình ảnh của người con gái mình yêu ở trong trái tim của mình, và không chỉ đơn thuần là người hình ảnh của người con gái mình yêu mà là giữ cô ấy ở trong tim mình luôn, không có cho cô ấy chạy đâu hết. Đôi khi là cũng hơi nghẹt thở dành cho cô ấy một chút, nhưng mà cũng bởi vì yêu quá, yêu mù quáng nên là yêu thế. Và này các bạn là các bạn khán giả thân mến, các bạn có thích có một người bạn trai mà yêu mù quáng như anh chàng này không? Có ạ, mù quáng mà vẫn thích ạ. Vậy bây giờ tôi hỏi ở đây nhá, tất cả những người hâm mộ của Bùi Anh Tuấn ở đây này, các bạn thử đưa ra những tính từ để nói về tính cách của Bùi Anh Tuấn xem có đúng không nào. Cái gì ạ? Là gì ạ? Là gì ạ? Đẹp trai á? Đẹp trai rồi, tôi biết rồi. Ngố? Ngố? Ngố đâu? Còn từ gì nữa? Còn gì nữa? À, dễ thương. Có cả lầy dễ thùng này. Trời ơi. Không ạ, em thấy từ dễ thương là đúng rồi đấy. Cảm ơn mọi người. Đấy là những gì mà các bạn khán giả ngồi tại trường quay ngày hôm nay nói về bạn. Thế còn không biết là bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người thân thì nói gì về Bùi Anh Tuấn, chúng ta hãy cùng xem clip sau đây. Có một cơ duyên gặp nhau khi mà Tuấn thi một chương trình do nhãn hàng của Hương tổ chức. Hương là người hỗ trợ cho Tuấn và năm đó Tuấn đạt giải đặc biệt. Lúc đó thì Tuấn vẫn hoàn toàn chưa là một người nổi tiếng, vẫn là một bạn khờ khờ y chang như bây giờ, và bạn ấy có một chút gì đó rất là chân thật. Tuấn lúc đó đến thì là một cậu bé người nó cao cao gầy gầy ốm ốm, trông rất là mảnh mai. Tôi đùa là mảnh mai bởi vì là giọng lúc đó giọng của Tuấn cũng nhẹ nhàng. Sở trường của Tuấn là thích ngủ, hay ngủ muộn, ngủ nướng. Nếu không có việc gì đi đâu là Tuấn chỉ ngủ thôi. Hương nhớ là có một hôm mẹ bạn gọi điện cho Hương: trời ơi Hương ơi, Tuấn bây giờ gọi không được, bác lo quá, không thể nào gọi được dậy bởi vì ngủ say quá. Mọi người lên nhà đập rưng rưng cửa phòng của Tuấn. Thế là khoảng độ 2 tiếng sau thì bạn bắt đầu bạn dậy và chuẩn bị đồ đạc để đi diễn. Cậu này thì đúng nghĩa là tính tình hoài cũng vẫn vậy thôi, cũng thoải mái, vô tư. Thành ra khi mình tiếp cận với cậu đấy thì mình cảm thấy ồ, này giống người em hơn là người khách. Thì đấy là cái lần mà mình bắt đền Tuấn. Thì là cậu ấy lấy cái bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu hát ở trong cái The Voice. Cậu không xin phép. Ở thời điểm đấy Tuấn là một hiện tượng. Thế nhưng mà đông như thằng trẻ con ấy. Mặt non búng ra sữa. Thường thì mình gọi Tuấn là tễu hâm. Bởi vì là lúc nào cũng cười hành hạch luôn. Sảnh ra cái là cười mà không hiểu ăn cái gì và mà toàn cười thôi. Trẻ con. Tại vì là cùng một câu hỏi, chàng hỏi Tuấn cách đây 4 năm, Tuấn vẫn trả lời như thế, và sau này 4 năm hỏi Tuấn vẫn trả lời như thế. Tuy rất là trẻ con, rất là hay mít ướt, nhưng mà lúc mà để bảo vệ cái người bạn, người phụ nữ bên cạnh mình, như là mẹ, như là bạn gái, hay là những cô gái xung quanh mình thì rất là ga lăng. Đối với Tuấn thì Hương sẽ không dùng từ bạn thân, mà Hương sẽ dùng từ là một người tri kỷ trong âm nhạc của Hương. Cả hai cùng luôn luôn có một cái điểm chung là khi mà gặp âm nhạc thì dường như nó là sự đồng điệu giữa cả hơi thở lẫn cái cách mà chúng tôi đứng trên sân khấu với nhau. Em với Tuấn vẫn luôn luôn ấp ủ với nhau một cái dự án âm nhạc chung, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa thể thu với nhau một ca khúc nào hoàn chỉnh cả. Nên là chắc là đến chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ lần này thì sẽ hát một ca khúc cũ mà bọn em đã từng thể hiện rất là nhiều lần rồi. Vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hát tình yêu tựa như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi
Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ ra sao. Người ơi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa. Ước một lời sẽ mãi bên nhau. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có thể xem một cái phần thể hiện vô cùng tình cảm và ăn ý của Bùi Anh Tuấn và một người bạn thân thiết, đó là Văn Mai Hương. Hãy dành cho Văn Mai Hương một tràng pháo tay nữa. Hương ơi đã ở trên sân khấu này, đã đứng cùng Bùi Anh Tuấn, nên Hương hãy gửi một lời chào thật thân thương nhất đến quý vị khán giả đang ngồi ở đây và theo dõi truyền hình như Hương. Một lần nữa thì cho Văn Mai Hương xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bữa trưa vui vẻ ngày hôm nay. Xin chào quý vị. Vâng, bây giờ thì chúng ta phải đặt ra một vài câu hỏi giao lưu với hai người bạn thân thiết đang có mặt trên sân khấu này. Các bạn có chia sẻ với nhau, Hương có chia sẻ rằng là hai người là những người bạn tri kỷ trong âm nhạc. Vậy thì còn trong cuộc sống thì sao ạ? Hai bạn có thân thiết không? Trời ơi, xã giao thôi. Đùa một chút xíu, thật ra thì trong âm nhạc cũng như trong đời sống thì Hương và Tuấn là hai người bạn khá thân. Nhưng mà lâu lắm rồi thì đường ai nấy đi nên là cũng không nói chuyện gì nhiều. Ngày trước thì khi mà trước đây Tuấn còn hơi trẻ con một chút xíu thì hai người chơi với nhau khá thân. Hầu như ngày nào cũng gặp nhau khá là nhiều.
Còn bây giờ thì khi mà Tuấn người lớn hơn chút xíu thì không chơi với Hương nữa. Tuấn cần phải trả lời ngay câu hỏi này cho khán giả được biết ạ. Không biết là em không chơi với Hương hay Hương không chơi với em thì em không biết được như thế nào, nhưng mà vâng, bây giờ nói chung là thực ra các bạn ý đều là những người bận rộn, tôi hiểu. Và các bạn biết không, nếu mà không thân nhau họ không đùa được với nhau như thế đâu, đúng không ạ? Và bây giờ như này, chúng ta phải có một câu hỏi tiếp theo. Đúng rồi, câu hỏi của anh Ngọc làm chia rẽ hai bạn quá. Bây giờ hỏi bố anh Tuấn này, điều gì ở Văn Mai Hương mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất? Nói sao về Hương nhỉ? Thực ra thì đúng là như Hương nói thì cái khoảng thời gian gần đây hai đứa cũng ít được gặp nhau. Nhưng mà hôm vừa rồi thì Tuấn rất là vô tình được xem một chương trình của đài truyền hình mình luôn. Chương trình Muôn Màu Showbiz, và cũng rất may mắn là lúc ấy thì em ngồi xem chương trình và thấy Hương nói chuyện. Và cũng không ngờ được là sau một khoảng thời gian không gặp nhau lâu như thế thì sau cuộc nói chuyện đấy thì ngay lập tức là em nhắn tin cho Hương luôn. Và là dễ thương đấy. Cũng dễ thương đấy đúng không? Vâng, và hai người này đang đứng ở đây để thể hiện tình cảm mà các bạn đang khen nhau lắm, và chúng ta phải để cho họ thể hiện sự ăn ý của mình một cách rõ ràng hơn. Thêm một ca khúc nữa có được không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ gửi đến những khán giả yêu mến của Bữa Trưa Vui Vẻ ca khúc tiếp theo là gì ạ? Vâng, thật ra tại vì thời gian của Hương và Tuấn rất là muốn gửi tới các bạn một ca khúc mới của hai người, nhưng mà bạn này bạn lười lắm nên là bạn ấy không chịu tập gì hết. Chưa tập được. Nên là sẽ gửi tới quý vị một ca khúc mà Hương với Tuấn cũng hay đi biểu diễn với nhau, quá quen với quý vị rồi. Nhưng chắc chắn là mọi người sẽ thích ạ. Vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Hồi Anh, Dẫu Có Lỗi Lầm. Anh có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay.
một trong những giọng ca mà Hà nghĩ rằng là Hà ấn tượng mãi vào mùa The Voice giọng hát Việt lần đầu tiên. Từ một cậu bé không tên tuổi trở thành một hoàng tử trong lòng tất cả mọi người. Ở Bùi Anh Tuấn luôn có một ngọn lửa đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Bước ra khỏi cuộc thi The Voice thì chàng trai này lúc nào cũng hát bằng tất cả cảm xúc của mình. Càng ngày Tuấn càng có lửa hơn với nghề và trân trọng hết tất cả những cái điều mà ông trời đã ban cho Tuấn, đó chính là giọng hát. Tuấn được trời phú cho một cái quãng giọng và một cái chất giọng nói không quá. Bây giờ ở trong giới trẻ thì cũng phải thứ nhất thứ nhì tìm được một cái chất giọng như thế, một cái quãng giọng như thế. Đấy là một cái niềm mơ ước của các nhạc sĩ khi mà đưa cái đứa con tinh thần của mình để cho các ca sĩ thể hiện. Sau khi mà một lần hợp tác với Tuấn qua với cái bài hát Tư Duy Hoàng Yến, lúc đó mới cảm thấy rằng là trời ơi, nó càng nghĩ nó càng khác quá. Thường thì em và Tuấn sẽ hay song ca Dẫu Có Lỗi Lầm, Yêu Thương Mong Manh, Tình Yêu Tôi Hát. Hạnh phúc nhất là sau khi hát xong, quý vị khán giả hú hét ở dưới hoặc là nói là hát tiếp đi, hát đang hay tại sao lại đi vào. Giọng hát hay, cảm xúc nó rất là ấm áp và truyền cảm. Cái hơn mà em ấn tượng nhất là bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu ạ. Bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu chỉ còn lại Tình Yêu và Nơi Tình Yêu Kết Thúc. Xa yêu hết nỗi đau, giờ chỉ còn lại tình yêu. Thật là một giây phút tuyệt vời. Tôi nghĩ nếu tôi là Tuấn, tôi sẽ xúc động phát khóc mất. Vâng, em muốn lao xuống dưới luôn. Vâng. Bạn sẽ gửi đôi lời đến với tất cả những khán giả vừa hát tặng bạn được không ạ? Một nụ hôn gió chẳng hạn. Như thế này ạ, trước tiên là chắc là cho Tuấn chia sẻ một chút cảm xúc của mình. Thì thực ra hôm nay đứng ở trên, em đứng ở đây trên chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay thì không hiểu sao nhưng mà em có cảm giác là mình có lẽ là cái điều đầu tiên khi mà đứng ở trên sân khấu của Đài Truyền Hình Việt Nam đã là một cái điều mà đối với em nó cảm thấy như là một cái sự thân quen rất là lớn rồi. Và thêm nữa ở đây là tất cả mọi người ở đây đều là những người mà đã luôn ở bên cạnh em, đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian rất dài và dành tình cảm cho em nhiều như thế. Thì em nghĩ là cái bài hát vừa rồi cũng là một cái phần thay cho những cái việc mà các bạn sẽ nói với cả Tuấn, là các bạn yêu quý Tuấn, các bạn thương Tuấn. Thì các bạn đã thay em thể hiện cái ca khúc vừa rồi và nói rõ ràng cho em hiểu rõ nhất là tình cảm của mọi người dành tặng cho Tuấn như thế nào. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến đây hôm nay. Vâng, và trước đó thì trong phóng sự vừa rồi chúng tôi đã gửi đến tất cả quý vị khán giả truyền hình những tâm sự của những người thân quen với Tuấn và một vài bạn khán giả nữa. Trong đó có rất nhiều những nhận xét về bạn và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn gửi đến cho Tuấn thật là nhiều những lời động viên và những lời nhận xét còn tích cực hơn nữa đâu ạ. Vâng, và gần đây thì không biết là Bùi Anh Tuấn của chúng ta đang thực hiện những cái công việc, những cái dự án âm nhạc như thế nào nhỉ? Mà cái quan trọng là câu hỏi này, mà rất nhiều các bạn khán giả phát hiện ra là cậu ấy thay đổi rất nhiều về diện mạo, đúng không các bạn? Khi thực hiện các dự án mới, bạn có thấy là bạn cần phải thay đổi nhiều không? Thật ra thì cái việc mà thay đổi gọi là diện mạo như thế này thì thật ra thì cũng mới thay đổi ở khoảng thời gian mới trước đây khoảng 2-3 tháng gì đấy thôi. Chứ lúc trước thì tóc vẫn còn dài lắm, bây giờ thì tóc ngắn đi một chút rồi. Thì thực ra thì cái việc tóc ngắn tóc dài nó cũng không liên quan gì đến lắm cho cái việc mà âm nhạc sắp tới thì mình Tuấn sẽ làm cái gì. Nhưng mà chắc chắn là Tuấn sẽ cố gắng để mang lại những cái gì mà nếu mà cố gắng có thể thay đổi được mình để tốt hơn thì chẳng có lý do gì mình lại không thay đổi cả. Vâng, và tất cả các bạn đều thích hình ảnh mới của Bùi Anh Tuấn đúng không ạ? Và bây giờ thì không lấy gì mà chúng ta lại không nhân cái giây phút vui vẻ này, bạn hãy có thể gửi đến những khán giả yêu mến bạn thêm một ca khúc nữa được không ạ? Đó là bài gì ạ? Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh, bài hát mang tên Buông ạ. Mọi người hát cùng nhá. Có lẽ đôi tay ai đang
chỉ là một hình bóng khắc đan che lớp đi tình anh rồi. Ngày tắt khuất sau màn hôn ấy, vụn vỡ những yêu thương tháng ngày từng đắm say. Người vội vàng quên đi, chẳng cần nghĩ suy. Và nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ buông trôi. Và dù dòng biết như thế là vừa dài, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong manh. Sưởi ấm trái tim mong manh, vì cả sai đó là yêu mày baby. Trong kề vào anything she did to me, sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi. Dù rằng sau đôi mắt kia là bao to. Ngoài kia em đã tìm được hạnh phúc mơ. Và nếu yêu thương kia trở lại, anh sẽ vẫn yêu những gì còn lại. Mặc dù nhiều lắm nước mắt hàng đêm chất chứa, hạnh phúc đã khẽ buồn trôi. Và dù rằng biết như thế là vô giá, chẳng biết tại sao anh không ngần ngại giữ em mà lại mặc cho tình mong manh. Trái tim mong manh, vì cớ sẽ cho có mặt ở sân khấu của chúng tôi thực sự rất may mắn. Các bạn được nghe Bùi Anh Tuấn hát rất nhiều lần, toàn những bài hay. Vừa rồi là một ca khúc nằm trong dự án mới của Bùi Anh Tuấn. Có lẽ các bạn cũng không thể nào hiểu hết được một cái sự khó khăn khi mà một người ca sĩ khi quay trở lại phải cố gắng như thế nào, phải thực hiện nhiều dự án, nhiều công việc ra sao để có thể mang tiếng hát của mình quay trở lại với khán giả, được không ạ? Thật ra thì cái việc mà em cảm thấy em cảm thấy may mắn nhất đó là cái việc mà mặc dù là em có những cái khoảng thời gian bẵng đi rất là lâu, và thậm chí là đến bây giờ thì có lẽ là tất cả mọi người đều biết là em cũng đã bỏ tất cả những cái thông tin ở trên Facebook hoặc là tất cả một cái mạng xã hội em đã bỏ từ rất lâu rồi, và em mất rất nhiều khoảng thời gian để không thể kết nối cũng như nói chuyện được với các bạn. Nhưng mà cũng rất may mắn là ở đây vẫn có mọi người và vẫn không thiếu ai cả. Và thậm chí như đến bây giờ mà em còn may mắn đón nhận được nhiều tình cảm hơn nữa. Và đó thực sự là một cái niềm may mắn mà em nghĩ là đối với em nó là một niềm may mắn vô cùng quý giá. Vô cùng quý giá. Gia đình luôn luôn là nơi để trở về, để nơi bao bọc ta trước những mọi sóng gió cuộc đời. Và nãy thì chúng ta đã được nghe những chia sẻ từ đồng nghiệp, từ bạn bè, từ thầy cô. Và bây giờ chính là những sự chia sẻ từ chính những người thân trong gia đình nói về anh chàng này. Cái này là chụp mùa đông năm 96 này. Tuấn được 5 tuổi, nó một cháu lớn đấy. Không làm nữa nhá, là con gái ấy, cười là rụt cái cổ lại.
Tất cả các cái hoạt động của cả xóm này thì hầu như là đều diễn ra ở nhà bác. Ở đây thì toàn con gái thôi, có mỗi Tuấn là con trai thì bọn em cũng vẫn thường chơi đồ hàng. Anh Tuấn rất là yêu động vật, chủ yếu là nuôi mèo này và một con rùa. Nhưng mà đến năm 2008 thì anh có đi chuyển vào Nam để học hát. Năm đấy lụt rất là cao, thì rùa nó bị trôi đi và nó bị chết mất. Thì bà có gọi vào cho anh Tuấn và Tâm thì đã khóc rất là nhiều. Lúc nó còn bé lắm, cứ có việc gì cậu cứ hay hát thì rồi mẹ bảo ôi con ra mẹ hát hay thế này, mai kia chắc làm ca sĩ mất thôi. Nó bảo mai kia con mà làm ca sĩ là con sẽ mang ô tô về chở ba mẹ đi xem con hát. 2008, Tuấn đỗ thủ khoa thanh nhạc. Nên là gia đình lúc đó nhất trí để cho Tuấn đi theo cái sự đam mê của Tuấn. Cái hôm mấy Tuấn ấy nghỉ á, cùng mẹ đi vào trong miền Nam ở, em cũng khóc rất nhiều. Em và anh Tuấn, Tâm chơi là rất thân với nhau. Chúng em hầu như là ăn ngủ đều các hoạt động đều diễn ra cùng nhau. Có quá nhiều kỷ niệm là khi nhắc đến thì cảm thấy rất là nhớ. Anh Tuấn thì chắc là sẽ không thể nào mà ra ngoài này sinh sống được rồi. Thì em chỉ ước là Tâm có thể ra ngoài này. Chương trình Giọng Hát Việt ấy, đem Tuấn đến gần với khán giả, nhưng mà cũng đem đến cho Tuấn rất nhiều áp lực. Tuấn thì lúc đó tuổi còn ít, mà sự va vấp thì chưa có. Tuấn chán nản, nhiều lúc là Tuấn muốn bỏ nghề luôn. Tuấn bị khủng hoảng đến mức mà Tuấn bỏ liền một lúc mấy show liền. 12 giờ đêm mẹ Tuấn vẫn ở ngoài đường đi tìm Tuấn, không biết Tuấn ở đâu hết, và lúc đó tâm lý của Tuấn rất là bất ổn. Tôi cũng giận Tuấn, bởi vì là Tuấn đi theo con đường này nhiều cái nó ảnh hưởng đến gia đình. Giận Tuấn thì như thế, nhưng mà thương Tuấn thì nhiều hơn. Bởi vì ở cái tầm tuổi đấy thì không riêng Tuấn mà tất cả các bạn đều chưa có một cái sự suy nghĩ chín mùi. Hy vọng rằng Tuấn sẽ dành cái con người chân thật nhất của Tuấn cho âm nhạc của Tuấn, dành cái sự yêu thương hết mình của Tuấn cho những người xung quanh, là mẹ Tuấn, là ba Tuấn, là em gái của Tuấn. Luôn giữ được sức khỏe thật tốt và làm việc nghệ thuật hết mình để đem lại những cái sản phẩm thật hay cho gửi tới công chúng và người hâm mộ. Chín nặng mười đau vì con, công cha nuôi cả sớm khuya bao cánh tròn, tiếng con bật khóc nếp nhăn khi thấy con mặt cha mỉm cười, tóc mây sang thòng và đi chợ mưa.
Vâng, chúng ta có những giây phút thật là xúc động, thật là tuyệt vời ở trên sân khấu này. Các bạn có thể nhìn thấy anh chàng của chúng tôi hơi rơm rớm nước mắt. Chắc là phải thay đổi không khí một chút thôi, đúng không ạ? Hãy cho tới một tràng pháo tay thật lớn, đúng không ạ? Vâng, chúng tôi rất sợ mỗi khi mà mang lại quá nhiều cảm xúc như thế này. Bởi vì chúng ta có tên chương trình là Bữa Trưa Vui Vẻ mà, đúng không ạ? Hãy để cho sự vui vẻ là cái điều chủ đạo ở trong chương trình, hãy trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay. Nếu mà Trần Ngọc vẫn chưa trấn an được lại tinh thần cho Bùi Anh Tuấn thì bây giờ tôi gọi luôn cả Văn Mai Hương này, bởi vì bạn đi trốn quá lâu rồi, không biết ủ mưu gì ở phía sau cánh gà đấy. Văn Mai Hương ơi, bạn ra sân khấu xem nào. Tôi kể luôn cho các bạn nghe nhé, Văn Mai Hương vừa chia sẻ với những người làm chương trình chúng tôi là chính bạn ấy là người yêu cầu Tuấn đi cắt mái tóc này. Người có công rất lớn trong việc thay đổi hình ảnh của Tuấn. Đến thử thách cắt tóc thôi mà Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn còn vượt qua thì chắc chắn là với những thử thách của nhà Bữa Trưa Vui Vẻ thì Tuấn cũng dễ dàng vượt qua, đúng không? Tuấn có nghĩ vậy không? Dạ, hên xui ạ. Hên xui. Thế thử thách ngày hôm nay là gì hả Tán? Lần này thử thách sẽ không chỉ dành riêng cho Bùi Anh Tuấn đâu mà còn dành cho cả Văn Mai Hương nữa. Thử thách chúng tôi đưa ra ngày hôm nay đó chính là một người hát và một người vẽ tranh. Các bạn đoán xem ai sẽ là người vẽ tranh ạ? Ai? Tuấn vẽ, chính xác. Thế tất nhiên là Hương hát rồi, đúng không ạ? Và đây, để tôi sẽ mang đạo cụ ra. Trong thời gian mà Hương thể hiện một ca khúc nào đó thì Tuấn sẽ là người vẽ tranh. Và sau đó Tuấn phải thuyết trình về cái bức tranh mà mình vẽ trên sân khấu nhá. Chúng tôi vẫn thấy thật là chơi lâu rồi mà em cũng không nghĩ là Tuấn vẽ được tranh đâu. Rồi. Hôm nay mới thấy anh Trần Ngọc lăn xả quá này. Trời ơi, rất nhiều. Cả nhà ơi, mọi người có đoán xem là Bùi Anh Tuấn sẽ vẽ tranh theo chủ đề gì không? Hay là vẽ cái gì không ạ? Có ai đoán được không ạ? Ngôi nhà. Không ạ, nhưng mà cái tranh này phải quay vào trong chứ ạ. Cho mọi người nhìn này, quay. À, tức là bạn ấy muốn giữ bí mật đúng không ạ? Rồi, bây giờ Văn Mai Hương hãy nghĩ trong đầu xem là mình sẽ thể hiện ca khúc gì để trong thời gian đó Bùi Anh Tuấn sẽ vẽ tranh các bạn nhé. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hương sẽ hát một bài của Hương nhé. Một single cũng mới được phát hành. Cho hỏi cái là bây giờ mình sẽ vẽ, muốn vẽ gì thì vẽ đấy hả? Đúng rồi. Bùi Anh Tuấn thích vẽ theo bài em hát chứ. Anh cô chưa vẽ gì? Tức là khi mà Hương hát ấy, bạn tạo nên cho bạn những cảm xúc nào, tạo thành hình ảnh ra sao, mình truyền tải ra bức tranh. Khó đấy. Đấy, thế nên mới khó. Chuẩn bị luôn nào, chuẩn bị. Các bạn vỗ tay nào. 2, 3, bắt đầu. Đêm ánh trăng lên, tự như anh vuốt ve môi mềm. Phút giây này ngọt ngào biết mấy. Khoảng trống trong em lấp đầy. Hãy subscribe.
Vâng, Văn Mai Hương hát thật là tuyệt vời. Còn bây giờ cái quan trọng nhất đây này, bạn cầm lấy mic và chuẩn bị hết giờ rồi. Hết giờ rồi Tuấn ơi. Nào bây giờ Bùi Anh Tuấn hãy giải thích hay là thuyết trình về bức tranh của bạn. Vẫn còn cố lắm. Nào Văn Mai Hương ơi, Văn Mai Hương ra chiêm ngưỡng bức tranh của Bùi Anh Tuấn. Tôi thấy toàn chữ rồi chả thấy tranh đâu cả. Anh mà làm bác sĩ là chết rồi. Vâng này, nói thật nhá, cái phần này không phải thi vẽ tranh rồi. Đây nó là cái thử thách gọi là đóng khung, gọi là lời bài hát. Không, cũng có tranh anh Ngọc ạ. Tại em thấy có hai người. Đây cũng có trăng này. Dạ. Anh... Đầu tiên thì em sẽ giải thích về cái bức tranh này. Vâng, xin mời ạ. Đầu tiên là có trăng. Câu đầu tiên là đêm ánh trăng lên. Rồi, đồng ý. Sau đó thì Tuấn nghe thấy có một cái câu là khoảng cách gì đấy. Và biết là bài này thì sẽ có một người con trai, một con gái. Thì cái vạch này là đại diện cho khoảng cách. À, đây là cái vạch này, nghĩa là khoảng cách trong tình yêu đấy à. Wow, thật là lãng mạn. Tiếp theo nào Tuấn. Tiếp. Dạ, đây là một loạt những cái mà cô ấy khao khát. Bởi vì rõ ràng bài hát này là những khao khát đấy. Nhưng mà đây là cái đoạn đọc khung lời này. Cần anh này, ôm em, bên em, hôn em, lại gần đây này. Sát bên rồi, đừng quên rồi, đừng buông tay. Đại loại là thế thì... Đây là chữ đừng buông tay ấy à. Thôi, đồng ý. Thôi, được rồi. Đấy là chữ đừng buông tay ạ. Dạ, vội, vội. Đấy là vội. Anh Ngọc một cười rồi. thực ra thì bên này thì mọi người có thể thấy là cô ấy hát mặt cô ấy hơi buồn buồn. Còn bên này thì mặt anh này đang cười. Thì thực ra là anh này đại diện cho tất cả mọi người đang xem chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, là đang ăn trưa, đang vui, hừng. Thôi cảm rồi, xúc luôn. Tóm lại, có một hai người đang yêu nhau. Anh này đang ăn trưa, cô này thì khao khát tình yêu. Và hai người có một khoảng cách dưới ánh trăng. Xin cảm ơn Bùi Anh Tuấn. Wow. Văn Mai Hương nghĩ sao nếu mà cho thang điểm 10 thì Hương chấm bức tranh này ở thang điểm mấy? Em chả biết chấm điểm nào, tại vì nhìn kinh mà. 10, tôi chấm 10 điểm, mọi người chấm mấy ạ? 11 điểm. Đấy, lấy cho 11 luôn đấy. Vâng, một tràng pháo tay dành cho phần thử thách vừa rồi của hai bạn. Và thời gian ăn trưa chúng ta không còn nhiều nữa các bạn khán giả. Với khuôn mặt vô cùng luyến tiếc ngày hôm nay, chúng tôi các bạn vẫn còn hy vọng rất nhiều câu hỏi, rất nhiều ca khúc đúng không ạ? Bây giờ thì câu hỏi mà nhiều các bạn khán giả thắc mắc nhất đó chính là cảm xúc của Văn Mai Hương và Bùi Anh Tuấn khi ngày hôm nay đến ăn trưa. Chắc là phải mời Hương trước, mời Hương trước, mời Hương trước. Thật ra thì em ăn trưa với Bữa Trưa Vui Vẻ cũng nhiều rồi. Lần nào ăn thì cũng có bữa ăn thật. Còn riêng ngày hôm nay thì không được ăn gì. Đấy là cảm xúc của em. Chưa được ăn gì. Cảm xúc của em là chưa được ăn gì. Thế bao nhiêu người ở đây nhìn bạn ánh mắt long lanh này mà không có động lại cảm xúc gì à? Thật ra thì đùa một chút cho quý vị vui. Tại vì Hương nghĩ là ngày hôm nay khi mà cả Hương và Tuấn đến đây là một niềm hạnh phúc và may mắn rồi được gặp quý vị khán giả. Bởi vì Hương biết là như Tuấn cũng đã nói, Tuấn từ bỏ mạng xã hội từ rất là lâu rồi. Và Hương nghĩ là Tuấn cũng lâu lắm rồi không được gặp quý vị khán giả với một khoảng cách gần gũi như vậy. Và cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã đến đây chung vui cùng với cả gia đình Bùi Anh Tuấn. Đúng là cảm ơn Hương rất nhiều khi mà Hương đã cùng đến đây cùng với cả anh ở trong ngày hôm nay. Thì cái đấy là lời cảm ơn của một cậu anh dành cho một người em. Còn riêng đối với tất cả mọi người thì có lẽ là vừa nãy thì không phải là nói vui đâu. Cảm giác chưa được ăn trưa thì đó là cảm giác thật. Và bây giờ em sẽ nói cảm giác luôn là mọi người dưới đang đói. Thì không biết là chương trình tí nữa tính sao đấy không biết. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã đến đây và tí nữa về mọi người nhớ ăn ạ. Tí về mọi người nhớ ăn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, và xin cảm ơn Bùi Anh Tuấn, xin cảm ơn tất cả các bạn ngày hôm nay đã có mặt ở trong sự kiện tháng 2 của chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ để cùng lên một món ăn tinh thần thật là tuyệt vời dành cho khán giả truyền hình. Và một lần nữa chúng ta hãy gửi lời chúc đến cho Văn Mai Hương, đến Bùi Anh Tuấn để cho các bạn sắp tới sẽ có những dự án thật là tuyệt vời, những ca khúc thật hay, những màn kết hợp thật là xuất sắc để cho những khán giả ở đây sẽ luôn luôn chờ đợi và ủng hộ được không ạ? Vâng, còn bây giờ những thời gian ít ỏi phút cuối của chương trình thì theo yêu cầu của tất cả quý vị khán giả ngồi đây cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình, yêu cầu Văn Mai Hương và Bùi Anh Tuấn hãy thể hiện một ca khúc để thay cho lời cảm ơn trong live show sự kiện tháng 2 được không ạ? Bây giờ sẽ là ca khúc gì nhỉ Bùi Anh Tuấn? Bài gì cũng được. Chúng ta sẵn sàng nghe tất cả các ca khúc được không ạ? Và chúng ta còn ít phút nữa là sẽ phải chia tay với hai khách mời đáng mến của chúng tôi rồi. Rất mong tất cả các anh, các chị và các bạn có mặt ở đây và tất cả các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình với Bữa Trưa Vui Vẻ ngày hôm nay sẽ dành những giây phút cuối cùng thật là tuyệt vời này để cho hai khách mời của chúng tôi có một bữa trưa thật là trọn vẹn cùng với khán giả, cùng với tất cả các bạn đúng không ạ? Các bạn ngày hôm nay, các bạn hãy nói một lần nữa, các bạn có yêu Bùi Anh Tuấn không ạ? Các bạn có yêu Văn Mai Hương không? Và các bạn có yêu Bữa Trưa Vui Vẻ không? Các bạn sẽ không bao giờ phải...
Vâng, chúng ta sẽ hát ca khúc nào bây giờ ạ? Ca khúc mà đây cũng là mối lương duyên kết nối hai đứa lại trở thành bạn thân với nhau. Cách đây 6 năm, Tuấn có tham gia một chương trình do Hương làm đại sứ của một cái thương hiệu đó. Và Tuấn đạt giải đặc biệt. Ngày đó thì Tuấn đạt giải đặc biệt và được đi du lịch vòng quanh châu Âu. Nhưng 6 năm rồi thì chưa thấy Khao cái bạn đứng bên cạnh. Mặc dù bạn này hát xong ca cùng. Nếu không có bạn này thì không bao giờ bạn này được giải hết. Một tràng pháo tay cho tình yêu tôi hát. Trời bỏ quê, anh nhớ em buồn vui nơi.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.